Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua tuổi cao gương sáng và biểu dương cán bộ hội tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Hiện toàn tỉnh có trên 193.000 hội viên. Phát huy thế mạnh của lớp người cao tuổi là những người có bề dày kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có trên 76.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Trong đó có trên 3.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, trên 2.000 người cao tuổi làm chủ trang trại và sản xuất kinh doanh, đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động. Hàng năm có trên 95% số hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền được các cấp hội quan tâm và phát động trong cán bộ hội viên thực hiện được kết quả tốt. Cán bộ hội viên người cao tuổi còn đóng góp một lực lượng đáng kể vào việc tham gia trực tiếp công tác đảng, công tác chính quyền, mặt trận tổ quốc. Đặc biệt, các thành viên trong hội người cao tuổi cũng là những người tích cực nêu gương sáng, chung tay xây dựng nông thôn mới, hiến 131.000 m2 đất, 130.000 ngày công và trên 180 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng ghi nhận những kết quả của hội người cao tuổi đạt được trong 5 năm qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban đại diện hội người cao tuổi tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, đạt hiệu quả, cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua tuổi cao gương sáng trong các hoạt động của các cấp hội, nhất là các cơ sở hội. Cũng nhân dịp này, Trung ương Hội Người Cao Tuổi và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 31 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cho phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao, gương sáng.